ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, phận làm con chẳng phúc nào quên. Sớm lo, cố gắng đáp đền, tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Ơn mẹ cha mà bỏ qua rồi là mình không làm gì nên việc gì hết trơn. Dạ. Mắt chỉ nắm hai tay đâu đem tiền của, đem gài hầu non, chỉ có tội với phước hỡi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều thiên cảnh mà được lên gài, còn tội nhiều xa đọa địa ngục nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh gây ăn năn không có kịp, khó bề tính toan nha. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật mới cứu an linh hồn cho mình, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo giải khôn luân hồi. Con tiền đi từ thiện làm việc thiện. Bà làm từ thiện hả? Bà có bệnh ơn thì bà đâu có làm gì có tiền. Dạ. Bà phải làm vậy cho dạ. Những người bệnh hoạn, rồi nấu cơm rồi vô chạy hàng cho người ta, đóng hàng vỏ hàng từ thiện, làm các việc vậy đó. Bà năm nay bà bao nhiêu rồi? Bà năm nay 70 tuổi rồi. 70 tuổi, nới vô đây xe bà. Nới vô đây con nói chuyện bà tí xíu. Bà trên cái đoạn đường mà từ Vĩnh Long mà đi thành phố Cần Thơ, cô bác với anh chị Bùi Hồ mới gặp bà nè. Con ở đâu mà làm vậy? Con ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp. Ngày bà lượm bán được nhiêu tiền? Trời ơi, không chừng có bữa người ta cho nữa, có bữa thì không có thì cũng 5-30 ngàn. Lượm là để bán xong đi làm từ thiện. Làm từ thiện cho bà có mình ơn hả? Nhà bà ở đâu? Ở trên đây. Bà ở cái nhà lớn không? Nhà cũng được, che nắng mưa được. Bà có con cái gì không bà? Không, bà độc thân có mình ơn à. Độc thân mình ơn à. Cha mẹ chết hết rồi, chứ bà buồn bà đi bằng đêm luôn đó. Cái thứ nhất bà đi bằng đêm, đi bằng ngày. Dạ. Nhớ mẹ chạy xe đi bằng đêm không? Bà nhớ mẹ bà hả? Nhớ mẹ, nuôi mẹ mà. Rồi chạy bằng đêm trước nó quen, thấy bà gặp cục đá, cái xe cản trở bà dẹp nó đi. Bà gặp thùng cát bà lôi vô, bà gặp con cá bà thả dưới sông. Bà đi nay có 10 năm mình, đi lâu rồi. Làm việc thiện các việc hết, bắt cầu bồi lộ cũng hùng tiền. Làm các việc từ thiện gì ai khổ sở đau bệnh cũng cho tiền. Bà làm cái công việc gì, chỉ làm cái việc này để có tiền thôi sao? Ai dưới nhà bà nuôi giấm. Bà nuôi gì? Nuôi giấm mà. Nuôi giấm bán hả? Đúng rồi. Dạ. Bán nhiều tiền chứ còn lại mình mà mình tiện tặng chứ có cái đó đâu ngại. Mẹ của bà mất lâu chưa? Mẹ mất 13 năm. Là hai cha mất lâu lắm. Hai mẹ con bà nuôi mẹ bà. Nuôi mẹ mà được em nó không quan tâm tới mình, cởi nó đi, không cần thiết. Bà có mấy chị em? Bây giờ một năm chị em là điều ta không quan tâm tới mình, kể đi. Dạ. Mà nó không cần thiết cái chuyện đó. Mình sống ngoài đời xã hội này có người đồng đạo người ta quan tâm, ta thương mình thôi được rồi. Trời Phật thương mình được rồi. Mình phải cần làm gì chi nữa, kể đi. Vậy đó. Và khỏe mình mà không bệnh hoạn được rồi. Dạ. Mơ Phật. Bà có câu thơ, câu danh ngôn nào về đọc cho con nghe với. Bà ông Phật nói mình làm các việc từ thiện nha, tránh những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng mà trong sạch vậy đó. Phật dạy mình như đó nha. Dạ. Mình ra đường mình gặp cái gì cản trở xe cộ lưu thông này là mình dẹp hết vô lệ cho người ta đi. Dạ. Hiểu chưa? Đó là mình làm việc thiện đó. Tránh những điều độc ác ha. Rồi mình gặp đóng dây chai bể, cái gì kiến xe đổ bể mình đem vô lệ. Dạ. Mình đem vô lệ cho người ta khỏi bị tai nạn. Là có đó cái lậu là cái thuốc đó. Hiểu chưa? Con hiểu chưa? Dạ. Rồi bà có tiền bà phóng sanh cá, sáng mình mua cá, sáng mình đi chợ phóng sanh cá. Bà là ăn chay hay ăn mặn? Bà ăn chay từ nhỏ giờ. Ăn chay từ nhỏ giờ luôn? À. Ăn chay có 13 tuổi tới giờ 70 tuổi. Bà không chồng luôn? Không, không có gia đình tại mình tu nhỏ giờ mà. À, sao bà không vô chùa? Thôi ở nhà đi nó dễ. Bây giờ vô chùa làm nội trong cái phận sự trong cái chùa, hiểu không? Còn mình ở ngoài mình làm các việc từ thiện được hết, hiểu không? Dạ. Mình có tiền mình đi chỗ này, mình đi chỗ nọ, vô trẻ mồ côi hay hoặc là đi chỗ nào làm các việc từ thiện rồi mình đi. Rồi vô chùa làm có một việc một trong chùa, hiểu không? Dạ. Vậy đó. Rồi có những lời nào của Phật dạy bà đọc cho con nghe với. Thì Phật dạy điều hay lẽ phải cho mình học hỏi, mình làm tránh những điều độc ác thôi, mình thương người mến vật vậy đó. Con thấy bà nói bà nuôi mẹ bà từ nhỏ là bà rất là người con rất là con hiếu. Mẹ từ nhỏ lớn, mẹ bà ăn mặn mà tự nhiên bà ăn tương chưa tương trước mẹ của bà nguyện giá với Phật. Cho mẹ con thương con trả hiếu mới được, chứ ăn mặn con đâu có đập đầu cá con mặn được đâu mà trả hiếu. Thấy chưa? Cái mẹ bà phát tâm ăn tương luôn, qua mấy năm mẹ mới chết.
Trời. Mẹ chết 86 tuổi. Nghe không? Dạ. À, quá thương mẹ bà, cái bà buồn bà đi bằng đêm hoài, 1 giờ đêm cũng chạy, 12 giờ đêm cũng chết chạy. Ôi sao bà chạy buổi tối là sao? Tại nhớ mẹ là chạy vậy ha. Nhớ mẹ, mẹ mất và nhớ mẹ. Ờ, nhớ mẹ cái chạy xe hoài, chạy giúp nó quen cái thói vậy. Dạ. Là 13 năm nay luôn. Ông thiện, ông Phật dạy vậy ha. Cái thiện nhỏ đừng có bỏ, ác nhỏ đừng có làm. Bà sao thấy cái lon này làm thiện được này ha. Cái miếng giấy làm thiện được này ha, cho bà lụm bà gom lại bà làm thiện, hiểu không? Đó, Phật dạy mình thiện nhỏ đừng có bỏ, ác nhỏ đừng có làm, chút xíu ác nhỏ cũng không có làm đó nha con, vậy đó. Ồ, nghe bà thôi, bà hết lời nghe, đừng con nói nhiều lắm thôi. Bà dạy cho con nghe, một con rất là thích nghe về Phật, bà có thể bà nói cho con nghe. Con có bên đạo không? Con có. Đạo nào? Đạo Phật. Dạ. Phật Thích Ca. Dạ. Đúng rồi. Có hiếu được hết trơn, cho con có hiếu chứ. Dạ. Hiếu ông hiếu mẹ. Dạ. Mẹ mình công ơn sanh thành cha mẹ dưỡng dục nó rất cao dài lắm. Biển dạ. Sông sánh con không bằng con cha mẹ mình nữa. Cha mẹ mình công ơn xe lắm. Xe bà, xích vô, đẩy vô đây bà, qua đây. Dạ, qua đây đi bà. Bà. À, con muốn nghe bà nói à. Thiệt luôn á, nghe bà nói là con cảm thấy hoan hỷ rồi á. Đau đầu hơn. Dạ. Ông Phạm con dạy gì nè. Ông dạy ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, phận làm con chẳng phúc nào quên. Nha. Sớm lo cố gắng đáp đền, tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Ơn mẹ cha mà bỏ qua rồi là mình không làm gì nên việc gì hết trơn. Dạ. Hiểu không? Bất hiếu rồi với mẹ cha là mình không có nên người gì hết trơn, con hiểu chưa? Dạ. Không có làm nên cái người gì hết trơn ở dạ. Thế gian này, chứ không phải hiếu thảo cha mẹ. Dạ. Vậy đó. Thôi bà đi để còn đâu? Cái việc mà còn cái việc mà ăn chay ăn mặn sao à? Ăn chay ăn mặn tiền nhân duyên của mình có căn duyên. Hồi đó bà ăn mặn bởi lắm, ăn có được, 13 tuổi ăn ói dữ lắm luôn, ăn con tép con cá ói dữ lắm luôn, không ăn thịt con gì được, còn ăn tương luôn một lần một tới giờ. 50 mấy năm ăn tương bà rồi. Dạ. Bỏ ai chửi mắng bà Nam Mô Di Đà Phật, kệ đi, kệ cho đi. Bà không có quan tâm luôn. Không quan tâm chi. Dạ. Tâm chi cơ. Quán để con gỡ bà ủng hộ để bà làm từ thiện nha. Bà làm nhiều lắm, bà làm ha. Nó không nghe nè, bà đi lụm đậu bắp á, bà bán. Bà làm được mình mua 10 kg bao xi măng, bà vô cái ban trị sự của Phật giáo Hòa Hảo, bà cho người ta làm, ta cấp lên. Dạ. Bà làm các việc hết trơn rồi chết nắm hai tay không đem gì theo họ được. Ờ. Nhắm mắt chỉ nắm hai tay đâu đem tiền của, đem gài hầu non, chỉ quá tội với phước hỡi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều thiên cảnh mà được lên gài, còn tội nhiều xa đọa địa ngục nhiều ngày thảm thê. Ồ. Chừng ấy mới biết chỉnh gây ăn năn không có kịp, khó bời tính toan nha. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật mới cứu an linh hồn cho mình, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi. Phật dạy đó, những câu Phật dạy nhiều lắm, bà nói hoài em có hết, bà thốt lòng. Bà nói cho con nghe, con nghe con vui lòng nha. Di Đà Phật, con dạ. Có nhân duyên, con có căn duyên cho lắm. Dạ. Mà con chưa có thấy bà đâu. Quan lại nhà bà con cho thấy món vật quà của bà quý nữa kìa. Dạ. Không biết quý là gì không? Sao bà? Biết quý là món gì không? Món gì bà? Tóc của bà gỡ vậy là bà chải tự nhiên nó thành những vật đẹp luôn. Ồ. Bà để vậy tự nhiên nó thành những cái món đồ. Ồ. Tóc gối của bà bây giờ hiện giờ để nhà 5-6 món rồi. Dạ. Có thấy như đó là màu nhiệm không? Dạ. Tóc của mình chải để nó thành. Để trong cái bọc treo lên nó thành món đồ. Dạ. Vậy đó, đẹp. Ôi bà đọc những cái câu thơ của Phật Lục Bát và của Phật, những cái câu ngâm sấm giảng của Phật hay ghê á. Hay lắm luôn hả? Dạ, bà đó có thể đọc cho con nghe về luật nhân quả được không? Luật nhân quả thì bây giờ mình biết cái tiền kiếp hồi xưa mình làm gì, bây giờ mình tại tiền kiếp hồi xưa mình đó, bây giờ mình nhìn thấy hiện tại của mình ra sao nè. Dạ. Hồi trước mình biết gieo duyên giống lành thì bây giờ mình nhớ lại việc lành mình làm. Con hiểu chưa? Giờ dạ. Đó trước con làm lành, bây giờ con biết làm thiện. Dạ. Là tiền kiếp trước con làm lành rồi. Hiểu chưa? Không cần hỏi ai biết. Dạ. Kiếp trước mình có tu rồi, kiếp này mình phát tâm giác ngộ, quy y theo Phật. Dạ. Nghe lời Phật dạy, ham nghe kinh giảng. Còn những người đọc sách liền tay chớ hề đọc một bài kệ kinh. Kệ kinh muốn đọc là lòng mình phát tâm nguyện Phật. Hiểu chưa? Đọc sách tối ngày không đọc một câu giảng kinh. Mày hiểu chưa? Dạ. Như vậy đó, người đó không có tâm. Dạ, bà cho con hỏi là có những người á bà, thì họ con đi gặp rất là nhiều người, có những người thì họ làm lụng vất vả tối ngày à, nhưng mà cuộc sống giàu lên không nổi, có đó là cái cá lên không? Cái đó là cái nghiệp của kiếp trước hay sao bà? Kiếp trước, ông Phật dạy nè, ngày nay tốt phước sang giàu, hen à, xin thương kẻ khó giúp hào một khi, hồi trước mình làm gieo việc lành, việc thiện, đó nay mình hưởng. Dạ. Tốt phước sang giàu, phải muốn có phước được ở đâu, kiếp trước mình gieo chút này hưởng. Nghe những người đó là tốt phước là sướng tốt phước rồi, bây giờ họ mới hưởng được.
giàu có chứ không phải mà mần suốt ngày vất vả không có tiền bạc đủ ăn. Là có kiếp trước tao không có gieo, tao bỏng sẻn, tao không thương người mến vật nha con. Còn bà Sáu thương người mến vật lắm, thấy con vật gì mà nó chết mắt khô bà cũng đem nó cứu nó chứ cho nó sống nữa, rất là thương con vật lắm luôn. Dạ. Nó cũng linh hồn như mình vậy nè, cũng sát thân nó như vậy đó, mà mình thương nó, mình không có giết nó một cách là quan ức nó lắm luôn nha vậy đó. Bà Sáu, cho con hỏi là có những người ở bà Sáu mặc dù là kiếp này họ sống lường gạt nhưng mà họ vẫn giàu sang không, là cái đó là sao bà Sáu? Nói mà con nghe nè, kiếp trước họ cũng làm phước rồi, người họ kiếp trước tốt phước, họ có ăn cái này thôi, còn ngoài ra kiếp sau họ phải bỏ họ khổ sở bần cùng lắm. Kiếp này không thương người mến vật, họ chỉ là bốc vực làm những cho người ta đau khổ trên thế gian này, đau khổ đủ thứ hết trơn ha. Là kiếp sau họ tội lắm, họ không có thể đầu thai làm người thế gian nữa, hiểu chưa? Con hiểu như vậy đó. Dạ, có nghĩa là kiếp trước họ làm phước nhiều rồi, phước, nên kiếp này họ hưởng. Họ hưởng giàu sang. Dạ. Họ không tu, họ vẫn hưởng kiếp trước, hưởng chưa có hết phước. Chừng nào họ hết phước là họ khổ, nghe. Dạ. Hết phước họ hết bắt đầu khổ. Nhưng mà tháng ta đang giàu quá quá, cho tự nhiên cho sụp đổ, người ta mà ăn không lên này kia là ta hết phước rồi. Dạ. Hiểu chưa? Ta hết phước rồi đó. Ồ. Rồi chừng đó ta hết phước rồi. Còn ta có phước vẫn làm phước hoài tới, vẫn thương người mến vật, cái là ta dư ăn dư để. Dạ, còn có những người mà tự nhiên mà về già mà là bệnh mà nằm hoài đó, ổng chết ổng bỏ xác được là sao vậy? Ông Phật nói gửi ốm đau bởi tại căn tiền. Con hiểu chưa? Dạ. Hoặc thiện kiếp làm điều bạo ác phải ăn năn phước điền tạo tác lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời, cái bệnh đó bệnh là trả nghiệp, con hiểu chưa? Dạ. Nằm quằn quại trên giường đó là bệnh trả nghiệp. Dạ. Con hiểu chưa? Đó, trả nghiệp, con kể cho con nghe. Con muốn gì con kể được hết trơn. Ồ. Là trả nghiệp đó. Còn những người mà đau mau sớm đi chết hay là không có mắc nợ nhiều. Cõi này không có mắc nợ, tới ngày ta đi ra đi. Ta coi đi, ta vẫn nhớ niệm Phật người ta, hoặc là ta thấy Phật cướp người ta đủ thứ, nghe con. Người ta ra đi thanh thản nha bà Sáu ha. Đúng rồi, thanh thản, con có gia đình không? Dạ rồi, bà Sáu bây giờ con muốn lại nhà bà được không? Muốn lại nhà bà chạy vòng vòng bà con cân đồ. Bây giờ là con muốn lại nhà bà chỉ. Con chạy giờ chạy tới đâu? Con chạy về Cần Thơ. Chạy Cần Thơ khi nào con ghé thì chạy vòng về bếp bển đây ha. Con chạy qua chạy hàng có quán ăn tiếp, để quán ăn tiếp như vậy đó là nhà bà kế bên có mấy cái sạn trước. Thôi bây giờ con bà đi được không? Bà cân đồ đâu có được, bà phải cân đồ đi bỏ tiền lương đâu được, cân cho hãng vậy cha. Mấy giờ bà cân? Cân bây giờ để nó đợi nó hết thời gian nó nghỉ trưa. Ở bà Sáu hàng ngày là bà Sáu phải lượm những cái bà khỏe phải đi, bà không khỏe bà không đi. Ve chai này nè, rồi thành nữ là bà Sáu con gửi cho bà Sáu này là bà Sáu làm từ thiện giùm con nha bà tên, Sáu tên họ con đi. Dạ. Nói chiếc xe tải là tự nhiên bà ba lộ cái nó tự nhiên bà đứng sát lại cái nó ba ma bang 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 bỉnh cái bà lấy tay một phát ra cái nó mất 100.000 đưa cho bà hai tay. Nó con ơi bà không có dám nhận tiền này ăn mắc cái nợ không có trả được. Hiểu dạ. Bà nói trên gì bà làm phước cho con chứ bà không có ăn cái tiền cho dọc đường. Dạ sao? Con biết mà con không phải là con cái này con biết bà Sáu làm từ thiện. Nên con gửi cho bà Sáu, bà Sáu có bồi. Bà Sáu có làm từ thiện thì bà Sáu làm cái công việc gì đó bà Sáu làm đó thì con gửi cho bà Sáu làm. Ta cho bà Sáu gì đó mà bữa nó xe Honda chạy phân khối hình. Nó mộng thấy bà Sáu đựng chai trước mặt nó sao nó ghé lên cũng đưa tiền bà 100.000. Nói con ơi, đó là không có tội, con cho bà mà tội không, bà không có nhận, bà có một mình lên không có trả. Bà đi cắt nơi bà đâu, con không có ai đâu. Không là con có ai chơi, còn bỏ ăn nhà đi về không luôn. Dạ. Ăn nhà đi về không, tới từ thiện bận qua ăn nhà đi về không. Mắc cái nợ này, ăn hộp cơm của chùa nó nặng lắm, con hiểu chưa, nó nặng, bạn có đúng tu gì nè. Con hiểu chưa, nặng chứ lắm luôn. Dạ, dạ. Rồi bà Sáu là làm cái công việc này đó. Lâu lắm rồi. Là lâu lắm rồi hả bà Sáu? Mười mấy năm. Lâu gì đâu bà. Bà Sáu có làm cái công việc này, bà Sáu có... Bây giờ cuộc sống bà Sáu khá giả không? Cũng được, cũng được. Mình đem làm từ thiện làm chứ cũng còn để mình hậu thân bệnh hoạn có tiền dạ. Bệnh vậy đó. Con nghe bà Sáu kể về luật nhân quả hay ghê nè. Báo hiếu nè. Rồi nghiệp. Cha mẹ. Cha mẹ có gầy la quýnh đập thì mình cũng thương cha mẹ nghe. Không có gì buồn giận nha con, không có trả lời đi lời lợi cha mẹ buồn lòng. Mình hết lòng lo cho phụng sự cha mẹ sao thì con nó lo đợi cho con cũng y như vậy đó. Hột vua trên nó nhiễu đường xuống mình giọt nào thì trên dưới nó cũng nhiễu hoài giọt đó tới. Mình có thương cha mẹ mình báo hiếu cha mẹ từ miếng ăn thức mặc đến chỗ ở chu toàn lo cho cha mẹ khỏi bệnh hoạn ốm đau. Dạ. Gây qua mà tình thương huynh đệ trong nhà vậy đó. Phật dạy nhiều lắm con ơi, gắng học Phật
đời này đặng Phật nó khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời rồi hạ giới gồng mây chơi giỡn rồi, chứ không phải như vậy đâu. Nữa sao đó, đó, bà nói là con nghe cái câu thứ hai bà sao? Khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời cõi hạ giới gồng mây chơi giỡn. Dạ. Trên này nè, sau này đó là Phật hát múa cho mình thấy rõ ràng. Phật phải cải lương tuần ấy của mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn, nhảy lui nhảy tới lăng xăng làm tuồng mèo mã thêm nhân cho đời, hạ nguyên lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não trên đời là đây. Để sao Phật hát cho mình thấy rõ được. Bà Sáu ơi, con không hiểu nè, ngày xưa á, là trước đây là khoảng từ năm 2000 trở về trước á, là về nhân tính của con người á thì hiền lắm, và cái lúc đó cái tâm của con người, lòng từ bi á, của con người á, hiền lắm. Và hiện nay á, cái việc mà con người á, cái tính của con người thứ nhất con thấy là nóng lên nè, đó, tính của con người nóng lên và lòng tham của con người lại nổi dậy. Có những người thì lại mượn cái mượn đạo để mà tạo đời, mượn cái lòng thương của người ta không lo làm ăn để mà trục lại, trục lợi, làm cái lợi ích cá nhân cho mình, thì cái đó là sao? Và sao đời này đời văn vật nó khôn ma khôn quỷ, không không có còn Phật, con của Phật nhiều nữa, con Phật không có còn nhiều ở đây nữa. Ma quỷ nó nhiều lắm, con hiểu chưa? Dạ. Ma quỷ nó nhiều lắm, nó không có cần ăn, nó muốn có nó mặc, không cần làm có ăn, không giành giật chú lắm luôn, bấu xé anh em huynh đệ chia lìa, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé chém giết lẫn nhau, cũng đất đai cũng ruộng vườn cũng tiền bạc, con thấy có không? Dạ. Chém giết lẫn nhau, ông Phật nó cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia hiểm bách. Phật nói trước cho mình hiểu chưa? Cũng có lúc con còn giết mẹ có đúng con có nghe không? Dạ. Có rõ ràng. Phật nói trước mấy chục năm về trước cho mình hiểu. Rồi. Câu thứ hai là gì bà Sáu? Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, dành của tiền là anh em á, giết nhau cốt nhục anh em để giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn cho đồng bào. Ồ. Dạ còn thời buổi bà Sáu nói cho nghe, con nghe là còn cái thời buổi mà thời buổi này nè, con người tại sao mà tánh nóng với nhau mà hung hãn với bây nhau giờ, quá sức mình không biết sao kể cho hết con ơi, nó quá sức rồi. Loạn luân can kỷ hổ mang tiếng đời, bây giờ mới người ta kể loạn luân rồi can kỷ hổ mang tiếng đời, phải để tiếng đời người ta nói mà chuyện xấu xa đó, con hiểu chưa? Loạn, quá sức kể không nào xiết nổi. Loạn luân can kỷ hổ mang tiếng đời, bây giờ hung dữ giành ăn chém giết, đất ganh đất cũng giết nhau, gì cũng giết nhau được hết. Ồ. Con nói chuyện với bà Sáu mà hồi con xa sáng ra luôn đó. Trời ơi, niệm Phật, con Phật nha. Con bây giờ lại như tuổi rồi, tuổi gì nữa coi. Con tuổi Thìn. Con hiền không? Hiền, con có cái tâm đạo. Con có tâm đạo. Dạ. Biết thương người lắm. Dạ. Có tâm đạo từ kiếp trước con có tu rồi, bây giờ con là phát tâm biết. Ồ, bà Sáu nhìn biết kiếp trước con có tu rồi luôn hả? Biết. Ai không giữ gì bà Sáu nhìn lộ vẻ chứ tướng mặt chứ, lộ vẻ ra về tướng ngoài chứ. Dạ. Nói gì bà Sáu biết hình biết hết trơn. Bà Sáu nhìn con hiền không? Hiền thiệt, tiếng thương người mến vợ luôn, đúng không? Mà bà Sáu nhìn... Hiếu Thảo cha mẹ nữa, đúng không? Có Hiếu Thảo không? Con không biết luôn. Có Hiếu Thảo là rồi, con nó phát có tướng giàu, con không có tướng con không có nghèo. Tướng con giàu luôn? Ờ, bà nói cho con coi, không có nghèo. Không có nghèo. Con mang đôi dép này mà không nghèo. Biết luôn, biết hết trơn nè. Biết. Con trai tháng mấy ngày? Con ít ăn chay lắm. Ăn chay đi, 4 ngày đi, đặt từ từ, Phật dạy đi, kém sắp xanh. Con lúc trước con ăn chay á, con bị cồn cào bao tử. Không có tập mới khảo mình ban đầu. Ông Phật Thích Ca xưa ở đầu đài, niệm tứ khổ nên ngày tầm đạo nha. Ông thấy bốn cái khổ phải trần nè, ông đi xuất gia đi tu, bỏ vợ, đi cha già, vợ đẹp con cưng đó. Tứ khổ là gì vậy bà? Tứ là 4. Dạ. Thấy 4 cái khổ rồi sanh già, bệnh chết, ông đi tu à. Dạ. Ra khỏi đền du ngoạn một khi, buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gậy chống, ngày xem qua đồng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau, xét cõi trần trong giả héo xào, chi xiết nổi núng nao cõi tạm, lần thứ ba xe lìa cõi trạm, lượt trong nghìn kẻ chết đáng khuyên, về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phương giải thoát. Vua cha đâu có cho ra ngoại thành đâu, ở trong thành cung thành không, mà bữa đó ổng đi ra cả ngoại thành rồi về phát tâm đi tu xuất gia liền, hay không? Hay. Con gặp bà, con nói thật không phải con nịnh bà Sáu nha, mà con gặp bà Sáu giống như là con gặp một một người ở trong chùa tu lâu lắm rồi. Nhỏ lớn bà biết, con thấy bà Sáu được không? Bà Sáu đâu có nói bà bạn tâm nguyện lưỡng trong lòng bà Sáu làm sao lại ra vậy? Bà Sáu là nói ra là thành kinh giảng Phật luôn à. Bà Sáu nói gì ba ngày chưa hết, nói thục lòng hết trơn luôn, không thục kinh kệ lắm luôn.
tụng kinh mà Di Đà cứu khổ, khổ môn Di Đà, cầu an cầu siêu, thuộc hết trơn là để từ thiện, không lấy ai đồng bạc, ai bước thì đưa, ai đưa thì về, chứ không bao giờ lấy tiền xe đồng bạc như con đưa hồi nãy thôi, đi để cho thời gian nó gắn chừng nào con chết trước, lại trước khi đi á, bà Sáu đọc tặng con một cái câu khuyên đời đi, cái câu khuyên người đời á. Khuyên người đời gì? Kinh dạng khuyên người đời tu niệm á. Khuyên người đời tu niệm con đã biết rồi. Dạ. Khuyên dạ, khuyên dạ, khuyên người đời tu niệm là cái quyển nhất. Dạ. Hay quá. Dạ. Hạ nguyên nay đã đi đời, phòng ba biến chuyển đổi giờ gia căn. Hay chưa, có tiếng bà Sáu hay thằng đàn rồi đó. Dạ. Năm mèo kỹ màu rồi ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi, ngồi buồn điên tỏa một khi, bá già khổ não vậy thì từ đây thôi. Nam mô Di Đà Phật đi. Cái đó là quyển nhất trong kinh của Phật giáo Hòa Hạ trong sấm giảng của Đức Quỳnh giáo chủ. Hay quá, dạ. Hay quá, cho con biết hay quá. Dạ, ngày xưa con 9-10 tuổi là con có đọc quyển của Thôi con chúc bà Sáu sức khỏe, luôn có sức khỏe dồi dào để làm từ thiện. Hôm nay thì hữu duyên con được gặp bà, con do coi như là con được mở mang thêm về cái tâm đạo. Bà đọc hay lắm luôn, bà đọc có được lắm luôn. Bà đọc giảng thằng tháng 14 giờ 59:30 cắt ở chùa. Dạ. Bà Sáu có số điện thoại không? Sao có số điện thoại rồi. Đây lát nữa cho con xin nha. Cô bác quý anh chị, trên cái đoạn đường đi á, Bùi Hồ từ Vĩnh Long qua thành phố Cần Thơ thì Bùi Hồ gặp một cái bà cụ lôm khôm để mà chở một cái chiếc xe phế liệu này nè cô bác quý anh chị. Thì trong cái quá trình gặp bà đó, Bùi Hồ nghĩ là mình sẽ giúp được bà một phần nào, nhưng mà tìm hiểu ra thì mới thấy được bà là một tu sĩ tại gia. Bà là một người đã ăn chay trường và có tâm hướng Phật. Cái công việc hàng ngày của bà Sáu là phải nhặt những cái phế liệu như thế này, thứ nhất là đem đi bán, và thứ hai hàng ngày bà phải chạy dọc đường để lượm những cái mảnh gác, mảnh nấy đồ bà dẹp cho cái việc lưu thông nó của xe đồ nó an toàn hơn. Và bà Sáu còn có cái câu mình rất ấn tượng, đó là việc ác chuyện nhỏ cũng không làm, và việc thiện thì chuyện nhỏ vẫn làm thì nó vẫn nên. Em bà Sáu, chuyện nhỏ đừng bỏ, ăn nhỏ đừng làm. Dạ thôi thì chắc có lẽ là chiều con ghé nhà bà được không, rồi con xem về cái tóc bà mà thành vật á. Dạ, nha. Dạ con chào bà Sáu nha. Dạ cảm ơn, con chiều mới về ha.